Thời gian qua, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông với những bứt phá mạnh mẽ, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đó là điều mà người dân vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, việc xây dựng hình ảnh văn minh hiện đại ở các bến xe khách trên địa bàn tỉnh chưa thực sự được chú trọng, ít nhiều tạo ấn tượng không đẹp đối với du khách khi đến Tây Ninh. Dù được xem là bến xe khách trung tâm của tỉnh, nhưng có thể nói, bến xe khách thành phố Tây Ninh không xứng tầm, sân bãi nhếch nhác, rác cỏ, thùng rác để lẫn lộn trong bến, các hộ kinh doanh vô tư phơi quần áo. Chỉ có khu vực dành riêng cho một nhà xe chạy tuyến cố định Tây Ninh thành phố Hồ Chí Minh thuê để khai thác được đầu tư khá cơ bản. Theo phản ánh của một số hành khách đến tham quan Tây Ninh trong dịp rằm tháng 8 âm lịch, ngoài những hình ảnh trên, hệ thống chiếu sáng bến xe không đủ, các chuyến xe khách về đêm khó bảo đảm được an ninh trật tự nếu chẳng may kẻ xấu có hành vi như giật đồ du khách. Có lẽ do tỉnh đã đồng ý chủ trương di dời bến xe khách Tây Ninh đến một vị trí khác trong giai đoạn 2022-2025, nên việc vệ sinh chưa được quan tâm thường xuyên. Khi trao đổi với chúng tôi, đại diện bến xe, công ty cổ phần vận tải và bến xe khách Tây Ninh cho biết, những gì mà chúng tôi phản ánh, bến xe sẽ tiếp thu và chấn chỉnh. Bến xe thị xã Hòa Thành được xem là bến xe thứ hai đón tiếp du khách đến tham quan Tây Ninh bằng các tuyến xe khách cố định cũng không khá hơn. Chỉ có khu nhà vệ sinh vừa được phòng quản lý đô thị Hòa Thành cho sửa chữa để phục vụ du khách trong dịp rằm tháng 8 âm lịch vừa qua. Còn việc sân bến xe hư hỏng, bị động nước, đại diện phòng quản lý đô thị Hòa Thành cho biết sẽ cho khắc phục, cũng như ghi nhận những ý kiến phản ánh để tham mưu lãnh đạo thị xã nâng cấp bến xe nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Tại Tân Biên, địa phương có điểm du lịch đang thu hút du khách là vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát, khu di tích Trung ương cục miền Nam. Dù là huyện biên giới, nhưng bến xe khách được đầu tư khá bài bản. Các tuyến đường trong khuôn viên được thảm nhựa, có khu vực cây xanh, ghế đá phục vụ hành khách. Khu vực cho nhà xe thuê để khai thác tuyến cố định Tân Biên, thành phố Hồ Chí Minh khang trang. Ở bến xe Tân Biên có 5 tuyến đi các tỉnh. Về vệ sinh môi trường và cảnh quan của Tân Biên, bến xe Tân Biên thì có cái khuôn viên chính giữa là để cây xanh thoáng mát, đảm bảo cái vệ sinh môi trường, không có ảnh hưởng rác và các chất thải của nhà xe đem ra thì có bảo vệ lấy đưa vào nơi tập kết. Khu vệ sinh của nhà khách, nhà chờ của cái bến xe thì cũng được đầu tư và luôn luôn có người vệ sinh quét dọn. Về nhà xe thì có cái nhà chờ khách hàng của nhà xe Đồng Phước thì đảm bảo về vệ sinh và có máy lạnh để khách hàng ngồi chờ. Việc đi lại của hành khách nói chung, du khách nói riêng hiện nay đòi hỏi các bến xe cần phải nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng hình ảnh văn minh. Có vậy mới góp phần thu hút khách du lịch đến Tây Ninh tham quan, trải nghiệm, khám phá văn hóa, con người, sản phẩm du lịch của tỉnh.